kết thúc ngày xét xử thứ 19 tức là chiều ngày 3 tháng 4 năm 2024 sau khi kết thúc phần tranh luận bổ sung của luật sư và các bị cáo người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm được nói lời sau cùng bước lên bục trình bày bị cáo Trương Mỹ Lan mang theo mấy tờ giấy đã được viết sẵn có lẽ là luật sư đã viết chùm bị cáo Lan cảm ơn hội đồng xét xử cho phép bà là bị cáo duy nhất trong vụ án đang đối diện mức án hình phạt cao nhất được nói lời sau cùng. Tròn một tháng từ khi khai mạc phiên tòa, bị cáo bày tỏ lòng biết ơn đối với cơ quan tố tụng, công an, điều tra viên, cán bộ trại giam đã chăm sóc tinh thần, động viên bà vượt qua nghịch cảnh khắc nghiệt ập đến. Bà cũng cảm ơn chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ cho bị cáo trình bày các quan điểm. Tiếp đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc nức nở. Bà nói, khi trở về từ trại giam, Hàng đêm tôi luôn dây dứt một câu hỏi là vì sao tôi và gia đình Đại Lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Tôi nhớ rõ tôi bị bắt tạm giam khi đang đi trên đường vào buổi tối Bị cáo Lan nói và cho rằng mình nhớ rõ từng thời khắc trôi qua trong suốt 17 tháng bị tạm giam Có những lúc tuyệt vọng tôi nghĩ đến cái chết Tôi dấn thân vào thương trường khắc nghiệt Và hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo Những ngày tháng tạm giam gánh chịu cái rét của mùa đông miền Bắc hay ngày nắng nóng như đổ lửa ở phương Nam là những ngày chập chờn không ngủ được. Tôi nghĩ cảnh chồng và cháu tôi cũng đang bị tạm giam. Nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị như thế này, nghĩ đến người thân, gia đình, con gái tôi bị bệnh bại liệt, sợ nó bị tái phát. Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bật khóc. Lúc này chủ tọa liên tục chắn an nhắc nhở bị cáo Lan bình tĩnh để nói lời sau cùng. Sau đó, bị cáo Lan trình bày về nguồn gốc bản thân, gia đình. Cảm xúc của bị cáo Lan liên tục thay đổi, lúc bật khóc nức nở nhưng liền sau đó lại lấy lại cân bằng nhanh. Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ bước ngặt định mệnh dẫn đến việc tôi phải đối mặt mức án tử hình như hôm nay vì tôi hoàn toàn không có sự hiểu biết về hoạt động ngân hàng bà Lan nói bị cáo Lan cho biết điều đau đớn nhất trong suốt 17 tháng qua là vì tin vào hy vọng thực hiện đề án tái cơ cấu SCB thành công gia đình bạn bè người thân đối tác trong và ngoài nước của bà đã đem hết gia sản đưa vào ngân hàng để đảm bảo cho khoản dây tái cơ cấu lại SCB Bà Trương Mỹ Lan bày tỏ sự tha thiết kính mong hội đồng xét xử thực tâm lắng nghe ý kiến bào chữa của luật sư và những lời tự bào chữa của bà để xem xét lại tội danh tham mô tài sản đưa hối lộ. Bà cũng mong hội đồng xét xử xem xét các doanh nghiệp đang dây SCB nằm trong 1.284 khoản dây. Những khoản dây này có giá trị khoảng 300.000 tỷ đồng số tiền này theo bà hoàn toàn có thể cấn trừ vào số tiền bị cáo buộc là bà đã chiếm đoạt. Tôi luôn nhận thức độ ảnh hưởng lớn là đại diện cổ đông lớn chi phối thành viên hội đồng quản trị ban điều hành ở SCB. Tôi luôn nghiêm túc thành thật thừa nhận hành vi vi phạm quy định tính dụng chịu trách nhiệm với một số bị cáo SCB về hậu quả vụ án sự nhìn nhận này xuất phát từ nhận thức sâu sắc của cá nhân tôi bà lan trình bày mong hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện đem hết tài sản khắc phục hậu quả vụ án kính mong hội đồng xét xử không coi tôi như một tội đồ chủ mưu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hiện nay mong nhận được sự đánh giá công bằng khách quan sự thật của tôi trong quá trình tham gia tái cơ cấu scb không thành công khiến tim tôi máu không phải tôi làm dở tôi đã làm tới mức cuối cùng bị cao lan nói đối diện với quy buộc nghiêm khắc loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội thật tâm bên trong nhận thức và hành động của tôi cùng gia đình bạn bè người thân là dành công sức và sự kiên trì đưa tài sản vào để giải quyết về mặt dân sự Tôi không quên cánh tay chìa ra khi cả gia tộc chìm trong đau thương. Tôi kính mong hội đồng xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận nhận thức và hành động này của tôi. Bà Lan nói. Khi gần kết thúc phần nói là sau cùng, bà Lan bật khóc to. Bà cho biết trước đó gia đình luôn xung dày đoàn kết bên nhau. Khi vụ án xảy ra nhiều người đi tù, gia đình tan nát, chồng bà cũng đi tù bà nói không biết có còn cơ hội gặp lại nhau nữa hay không có được cùng nhau ngồi ăn chung một bữa cơm không trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của những người thân bên lề đường hay qua màn hình tv để tìm cháu ruột chồng người thân của tôi tôi tan nát cả cõi lòng dù sao tôi cũng là phận đàn bà Tôi đau không thể diễn tả thành lời Bị cáo nói Bà Lan cũng xin tòa xem xét Miễn trách nhiệm hình sự cho chồng Cho cháu Và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo Trong đó Trong phần tranh tụng Đại diện viện kiểm sát Bảo lưu quan điểm chi tố với bị cáo Trương Mỹ Lan Đỗ Thị Nhàn Cũng như cách tính toán thiệt hại trong vụ án Bên cạnh đó Cơ quan tố tụng cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 22 bị cáo, trong đó có chồng và cháu gái của bà Lan. Ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo còn lại. Cuối buổi sáng ngày 3 tháng 4 năm 2024, à, viện kiểm sát đã nêu quan điểm đối đáp lại với luật sư và các bị cáo trong vụ án. À, sau đó vị kiểm sát đã à, nêu quan điểm à, giảm nhẹ mức à, đề nghị trước đó đối với 22 bị cáo. Sau à, một tuần tranh luận, à, các bị cáo trong vụ án đều mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt hơn bản luận tội mà vị kiểm sát công bố vào ngày 19 tháng 3. Viện kiểm sát khẳng định diễn biến phiên tòa đã làm sáng tỏ vụ án một cách khách quan toàn diện. Theo đó, trong quá trình xét xử, một số bị cáo đã ăn năn hối cải, tích cực tác động gia đình nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ. Tính đến nay, tổng số tiền khắc phục của các bị cáo đã hơn 73 tỷ đồng. Sau khi đối đáp lần 2, vị kiểm sát đã thay đổi mức hình phạt đối với một số bị cáo so với bản luận tội đề nghị trước đó. Cụ thể, vị kiểm sát giảm nhẹ hình phạt thêm cho 22 bị cáo như sau. Thứ nhất, bị cáo Trương Huệ Dân là tổng giám đốc công ty có phần đầu tư tập đoàn Nhận Thịnh Phát. Trước đó, vị kiểm sát đề nghị 19 đến 20 năm tù, Hôm nay đề nghị giảm xuống còn 17 đến 18 năm tù. Theo uh, vị kiểm sát, bị cáo văn đã ăn năn hối cải thừa nhận do phụ thuộc tin tưởng hoàn toàn vào trương mỹ lan nên phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ thứ hai là trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb từ 19 đến 20 năm tù à, nay đề nghị giảm còn 18 đến 19 năm tù bị cáo này mắc bệnh nan y thành khẩn thay báo nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả <laughs> ba bị cáo Hồ Vũ Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán tăng Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Nhàn Thịnh Phát từ 19 đến 20 năm tù, đề nghị lại giảm còn 18 đến 19 năm tù. Bị cáo này có vai trò thấp, thành khẩn thừa nhận hành vi phụ thuộc hoàn toàn cấp trên, không hưởng lợi ngoài mức lương. 4 Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Penisola từ 19 đến 20 năm tù, đề nghị giảm còn 18 đến 19 năm tù do thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, vợ đang mắc bệnh. Năm Đặng Phương Hoài Tâm, phó trưởng dân phòng hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, từ 19 đến 20 năm tù. Nay đề nghị được giảm còn 18 đến 19 năm tù. Bị cáo này có gia trò thấp là mẹ đơn thân thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội không hưởng lợi sáu là dương tấn trước tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất từ việt từ 15 đến 16 năm tù nay đề nghị 13 đến 14 năm tù bị cáo nguyễn cao Trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn Lan và công ty capella ban đầu vị kiểm sát đề nghị từ 10 đến 11 năm tù nay đề nghị giảm còn 9 đến 10 năm tù. 8 <laughs> là bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cụ phó chính thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước. Bị cáo nhận của Trương Mỹ Lan 390.000 đô la. Trước đó bị đề nghị 14 đến 15 năm tù, nay giảm còn 11 đến 12 năm tù. Chính là bị cáo Chu Lập Cơ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Themware, bị cáo này không tham gia điều hành ở CB phạm tội do tin tưởng vợ là Trương Mỹ Lan tại tòa bị cáo này thành khẩn thừa nhận hành vi dị mưu sát đề nghị từ 11 đến 12 năm tù nay xuống còn 10 đến 11 năm tù mời Trần Thị Kim Chi cụ nhân viên công ty có phần Natural Plan bị đề nghị 6 đến 7 năm tù nay giảm còn 5 đến 6 năm tù Bị cáo Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính tập đoàn nhận Tín Phát, trước đó bị đề nghị 8 đến 9 năm tù, nay còn 6 đến 7 năm tù. 12 Lê Khánh Hiền, cựu tổng giám đốc SCB, bị đề nghị đến 6, 7 năm tù, nay giảm còn 5 đến 6 năm tù. 13 Bùi Ngọc Sơn, cựu phó giám đốc phòng tái thẩm định SCB, bị đề nghị 4 đến 5 năm tù, nay giảm xuống còn 3 đến 4 năm tù. 14 Đỗ Phú Huy Cụ Chủ tịch Quỹ ban Kinh doanh và Đầu tư SCB Bị đề nghị 15 đến 16 năm tù Nay giảm xuống còn 14 đến 15 năm tù 15 Cao Việt Dũng Chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tường Việt bị đề nghị 4 năm, năm tù, nay giảm còn 3 đến 4 năm tù. 16 Võ Văn Tường, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB Bị đề nghị 4 đến 5 năm tù Nay giảm còn 3 đến 4 năm tù 17 là từ dân Tuấn Bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù Nay giảm xuống còn 10 đến 11 năm tù 18 là Đặng Quang Nguyên Cục phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lavi Food Đề nghị từ 5 đến 6 năm tù Nay giảm còn 4 đến 5 năm tù 19 là Phan Tấn Trung Phó Chánh thanh tra Giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước chi nhánh tại phố Hồ Chí Minh bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù nay giảm xuống còn 6 đến 7 năm tù. 20 là Võ Văn Thuần, Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước chi nhánh tại phố Hồ Chí Minh bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù nay đã giảm xuống còn 6 đến 7 năm tù. 21 là Nguyễn Tính, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, cục Thanh tra Giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù nay giảm xuống còn 4 đến 5 năm tù. 22 là Nguyễn Thị Phi Long, cựu Phó chính thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra. Bị đề nghị là 6 đến 7 năm tù nay đề nghị giảm xuống còn 5 đến 6 năm tù. Trước đó vào đầu phiên xét xử buổi sáng trong quá trình tranh luận trở lại với các quan điểm của luật sư bào chữa và bị cáo trương uh, mỹ lan đại diện viện sát đã nhiều lần gây gắt dùng uh, cụm từ thiếu căn cứ uh, không có căn cứ uh, để nhận xét về lập luận của uh, phía bà lan luật sư đưa ra quan điểm cho rằng bà trương mỹ lan không phạm tội tham mô tài sản vì uh, bà không phải là người có chức vụ quyền hạn tại scb uh, theo viện kiểm sát đây là vụ án đồng phạm có tổ chức các bị cáo thực hiện chuỗi sai phạm người sau tiếp cận sai phạm người trước để tiếp nối với SCB hội đồng quản trị tổng giám đốc là người điều hành tuy nhiên viện kiểm sát cho rằng góc độ chứng minh tội phạm à, sự thật khách quan vụ án chỉ có một song những điều giống như sự thật thì có nhiều tùy vào góc độ quan sát và lăng kính từng người những quan điểm khác nhau của vị kiểm sát và luật sư sẽ được hội đồng xét xử đánh giá trong quá trình nghị án. Theo viện uh, kiểm sát, cách tiếp cận và phương pháp xác định lập luận của luật sư bảo vệ cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo mô hình tách bà Lan ra khỏi hệ thống SCB và tiếp cận theo gốc chức vụ quyền hạn. Trong khi đó, Viện Kiểm sát tiếp cận theo hướng rộng hơn, xem xét toàn bộ cơ cấu bộ máy SCB sai phạm từ đại hội đồng cổ đông cho đến các cấp hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại tòa thể hiện bà Lan sở hữu quản lý trên 91% cổ phần SCB việc sở hữu quản lý như vậy đã vi phạm quy định về lực tổ chức tín dụng bà Lan nắm quyền sở hữu cổ phần gần như tuyệt đối bị cáo tham gia đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất sử dụng quyền lực để bầu ra hội đồng quản trị ban kiểm soát đưa người của bà Lan vào quản lý biến SCB thành công cụ huy động tiền theo điều 17 bộ luật hình sự quy định về đồng phạm xác định bà Lan là người tổ chức chủ mưu cầm đầu có hành vi chi phối chỉ đạo các biểu bị cáo để giúp bà Lan đoạt tài sản do đó diễm sát cho rằng đã đủ căn cứ chi tố xét xử bà Lan về tội tham ô tài sản nếu quan điểm của vị kiểm sát được hội đồng xét xử chấp nhận Cơ quan công tố thông qua bản án kiến nghị liên đoàn luật sư Lưu ý các luật sư trong quá trình tiếp cận quan điểm bào chữa Viện kiểm sát phân tích luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan Trích dẫn điều 353 Quy định tội tham ô tài sản rất là nhiều Xong, theo viện kiểm sát Điều lực này quy định người có chức vụ quyền hạn chứ không quy định người có chức vụ và quyền hạn. Viện kiểm sát chứng minh bị cáo Lan nắm quyền cao nhất tại SCB, điều hành các bị cáo có chứng chức vụ khác tại SCB. Chức vụ các bị cáo khác do ai bố trí? Do bị cáo Lan. Bị cáo là người tổ chức chủ mưu cầm đầu không có lý do gì bị cáo nói là bị cáo không phải là chủ thể của điều 353 kiểm soát viên lập luận đại diện cơ quan công tố tiếp tục cho rằng cách lập luận của luật sư bà trương mỹ lan là vô căn cứ với câu hỏi nói bị cáo chiếm đoạt nhưng scb lấy tiền đâu ra chiếm đoạt cái gì viện kiểm sát nhấn mạnh cách đặt câu hỏi không có căn cứ chứng tỏ luật sư không nghiên cứu hồ sơ vụ án Bị cáo Lan không có nhiều tài sản như bị cáo trình bày Cũng không có nguồn tài chính dồi dào Trước khi hợp nhất ban ngân hàng Bị cáo Lan có rất nhiều phản nợ như viện kiểm sát đã nêu Trong khi bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác tại SCB Trình bày phản nợ khó thu khó đòi Tài sản bảo đảm giá trị thấp Nếu nhiều tài sản thì vì sao không tắt toán những khoản nợ trên Mà sử dụng SCB huy động tiền gửi của dân Viện kiểm sát lớn tiếng chắc chắn tiền ở đâu bị cáo chiếm đoạt là tiền quy động của dân ngân hàng nhà nước gồng mình để cho SCB dây khoản tiền khổng lồ để chi trả dần ổn định tình hình tài chính không biết khi nào thu hồi đủ số tiền khổng lồ này đáng lẽ sử dụng nhiều mục đích cho chúng ta con cháu chúng ta luật sư nói bị cáo chiếm đoạt tài sản để làm gì để mua nhiều bất động sản gì cấp sát gây gắt trong số 1.169 bất động sản kê biên bị cáo Lan thừa nhận của bị cáo liên quan bị cáo phải thuê người nhờ người đứng tên. Vị kiểm sát cho rằng điều này đã làm rõ sự gian dối của bị cáo. trong đó các tài sản này chỉ là một ít tài sản mua trước năm 2012 sau năm 2012 chiếm hơn 94%. Đây là số tài sản nhờ sử dụng tiền chiếm đoạt của scb để đầu tư để mua. viện kiểm sát nhấn mạnh toàn bộ hồ sơ vụ án và kết quả xét xử công khai là căn cứ chứng minh hành vi của bị cáo trương mỹ lan. trong phần tranh luận luật sư bào chữa của bà lan nói lần đầu tiên xét xử một doanh nhân mà mức đề án đề nghị tử hình. viện kiểm sát cho rằng luật sư chưa nghiên cứu kỹ. nếu vậy thì lần đầu tiên có một nữ doanh nhân dùng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, không có từ nào lớn hơn. Tài sản bị cáo đưa vào là phương thức thủ động phạm tội. Bất cứ lúc nào cần thì bị cáo rút ra, năng khống tài sản đảm bảo. Không phải tự diện kiểm sát lập luận, diện kiểm sát tiếp tục đối đáp. Với quan điểm bà Lan phải chịu trách nhiệm phản dây không liên quan đến bà, diện kiểm sát nói lập luận không có một căn cứ điều này ở đâu ra, tất cả đều liên quan đến bị cáo làm sao nói chi tố phản dây không liên quan đến bị cáo viện kiểm sát nói trong suốt quá trình chi tố xét xử bị cáo lan có gửi nhiều đơn và luận cứ trình bày viện kiểm sát cho rằng tất cả đơn văn bản trình bày của bị cáo đều được cơ quan tố tụng nghiên cứu kỹ đối đáp của viện kiểm sát đều tranh luận từng quan điểm của bị cáo không có chuyện bị cáo trình bày gửi đơn mà không đối đáp trả lời về quan điểm của bị cáo nói suốt 10 năm SCB hợp nhất không sử dụng một đồng tiền nào của nhà nước SCB vẫn hoạt động bình thường viện kiểm sát tiếp tục gây gắt cho điều này là không chính xác theo viện kiểm sát ba ngân hàng trước hợp nhất và sau hợp nhất hoạt động tư cách công ty cổ phần thì tổ chức tín dụng phải tự thực hiện nghĩa vụ tài chính nói SCB hoạt động bình thường là không đúng với kết quả điều tra Hoạt động SCB từ năm 2012 sau hợp nhất tới khi khởi tố vụ án có rất nhiều sai phạm dẫn đến như nợ như hôm nay nhưng đã bị bưng bít che giấu. SCB đặt vào kiểm soát đặc biệt mất thanh khoản. Diện SCB duy trì nguồn tiền trả cho người dân là nghĩa vụ của tổ chức tín dụng phải có nguồn tiền dự trữ theo luật. SCB không hoạt động bình thường theo lập luận của bị cáo. Bị cáo cũng liệt kê nhiều khoản tiền để yêu cầu cấn trừ hậu quả và dư nợ. Viện kiểm sát thấy không có căn cứ gì. Bị cáo liệt kê khoản dây ngân hàng nhà nước, thế chấp khách sạn Windsor dây 15.000 tỷ. Nhưng tài liệu chứng cứ không chứng minh bị cáo dùng tiền của bị cáo đem trả nợ thai cho SCB. SCB dẫn âm vốn chủ sở hữu, bị cáo gây hậu quả đến đâu phải chịu trách nhiệm đến đó vị kiểm sát nhắc lại quan điểm về hành vi đưa và nhận hối lộ 5,2 triệu đô la, vị kiểm sát lập luận bị cáo Trương Mỹ Lan là người sắp xếp các vị trí chủ chốt tại hội đồng quản trị và ban điều hành ở CB. Bị cáo võ tấn hoàng văn là tổng giám đốc ở CB đã nhận chỉ đạo của bà Lan văn làm việc với đoàn thanh tra, trong đó trực tiếp làm việc với bà Đỗ Thị Nhàn lời khai của dân cho rằng khách quan giới thiệu bài nhàn gặp gỡ bà Lan các lần đưa tiền thông qua dân là có căn cứ luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị nhàn cho rằng cụ cục trưởng cục thanh tra tiếp nhận và làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng phó tránh thanh tra nên bị cáo không có thủ đoạn tinh vi đề nghị xem xét tội nhận hối lộ viện kiểm sát cho rằng quan điểm này viện kiểm sát đã trình bày nên không đối đáp Thông qua bị cáo Văn, bà Nhàn đã gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan để thông báo thực trạng tài chính dư nợ phản dây và các dự án đang gian dở cao, yêu cầu bà Lan bán tài sản đi để giảm dư nợ xấu xuống. Bị cáo Nhàn nói Văn chủ động đưa tiền cho bà, vị kiểm sát không đồng ý quan điểm này. Lại khai của Văn phù hợp lại khai của bị cáo Nhàn, phù hợp lại khai của nhân chứng, đó là dân có 4 lần đưa tiền nhàn nhận tiền của dân nhiều lần những lần nhận tiền diễn ra trong suốt quá trình thanh tra lần đầu tiên đưa tiền là sau 2 lần gặp gỡ bà lan để tháo gỡ khó khăn chủ tịch vạn thịnh phát nhờ nhàn giúp scb lần cuối nhận tiền sau 10 ngày khi ban hành kết luận thanh tra dân mang tiền đến điều trực tiếp nói trao đổi qua điện thoại với bị cáo nói tiền chị Lan gửi cảm ơn chị đã giúp đỡ hỗ trợ SCB bị cáo không có ý định trả lại tiền vậy nếu bị cáo có ý định trả lại tiền thì lần đầu khi nhận 200.000 đô la bị cáo đã trả lại ngay vì kiểm sát lập luận theo cơ quan công tố nếu dân không nhận lại tiền bị cáo nhà có thể có nhiều biện pháp không muốn nhận thì đơn giản có nhiều cách diễn xét đưa ra góc nhìn Tuy nhiên sau lần thứ nhất nhận tiền ở trụ sở bị cáo chấp nhận gặp dân ở nhà riêng của mình lần thứ ba cũng vậy bị cáo nhà không có nhà nhưng dẫn cho dân lên nhà cho mật khẩu thể hiện cho dân tỳ nghi vào nhà sau mỗi lần đưa tiền dân đều thông báo tiền của bà Lan đưa lần thứ tư sau khi ban hành kết quả thanh tra bị cáo đã nhận đủ 5,2 triệu đô la từ năm 2018 đến năm 2022 bị cáo sẽ nhỏ số tiền ra gửi nhà người quen người thân cơ quan điều tra đã đến địa điểm đó thu lại số tiền phù hợp lại khai của bị cáo diễm sát nêu bị cáo cho rằng đã thực hiện tròn vai trò trưởng đoàn thanh tra diễm sát cho rằng chỉ đúng một lần sự thật đúng là bị cáo báo cáo kết quả thanh tra tuy nhiên sau đó scb có bốn kiến nghị tiếp tục chấp nhận dư nợ xấu của các khoản vay đó, tiếp tục cho SCB hạch toán lãi dự thu để tiếp tục tái cơ cấu, thì bị cáo lại chấp nhận đề xuất không đúng này của SCB. Từ đây, viện giám sát đánh giá thái độ quanh co của bị cáo nhàn, đề nghị hội đồng xét xử xem xét tình tiết thái độ không thành khẩn của bị cáo.